Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Hoàng Thanh đây. Thì hôm nay mình quay video này để giới thiệu cho mọi người, đây là một sản phẩm tiếp theo mình mới vừa làm xong một cái mây ha. Đây là chiếc ghe cào Kiên Giang. Chiếc này thì mình mây rất là lâu rồi các bạn. Thì hôm nay mới được có thực hiện em nó. Chiếc này mây từ lúc mình còn học lớp 4, lớp 5 lận. Đây sau khoảng thời gian thì mình cũng cố gắng, bây giờ mình cố gắng đóng coi không biết giống được cái Kiên Giang không nữa đây. Đây giống Kiên Lương cũng được các bạn. Chịch chịch xuống dưới gạch giá chút xíu nữa cũng được rồi. Nó có chiều dài là 1m6 ha, mình thu tỷ lệ của chiếc ghe 32 thước đây nha các bạn. Đóng theo tỷ lệ 1:20. Bề ngang của nó thì 42. Còn tâm hạ thì 24 rồi vậy. Quên rồi, tâm hạ quên nó tiêu rồi. Đây là cái phần ngoài sau lái nha. Cái chiếc này thì mình làm phơm rồi mình mới mới lên keo sau nữa. Còn còn nhiều thứ lắm bạn, cái này chỉ là mới có định hình của nó thôi à. Định hình lên coi cái dáng nó chuẩn chưa, đừng mình mới đi vô trong tới cái phần gia cố, cái phần chắc chắn ha. Chút xíu nữa mình sẽ đem xuống nước thử cho mọi người xem cái dáng của nó luôn ha. Để đắt vô coi coi nó kiều vừa phải chứ không biết nữa. Đây Kiên Giang lái đôi, chiếc này đóng xong đi Indonesia cào nha các bạn. Này cào chiếc. Đóng cào chiếc đựng mình trang trí đồ cho nó ngầu ngầu chút xíu. Này mình đang chuẩn bị đi lên trên tới cái dàn bon ở trên nè. Này đang phân chia cái phần của cabin. Mình gửi cho bạn xem đây chút xíu nữa mình ôm xuống nước cái mình thử dán luôn ha. Sớm giờ cũng nôn lắm rồi, cũng nôn đem xuống nước lắm rồi. Thử dán coi nó ok chưa, bắt đầu cái là mới gia cố nữa các bạn. Gia cố bắn ốc vít đầu vô các thứ luôn. Đây là dàn cong ở trong ha. Còn sau này thì mình đi ra ngoài trước thì bốn cây ga đứng, hai cây ga xuôi, hai bên hông. Mấy chiếc mô hình thì mình làm gì cũng ok ha, không cần nó giống như ghe thiệt 100% là bao nhiêu đôi ga ha. Tại vì nữa mình lắp keo cam xít ở ngoài toàn bộ mà. Cứng bao đụng luôn rồi. Từ lúc mà bắt đầu làm tới bây giờ thì chiếc này đâu tầm có 10 ngày nha các bạn. 10 ngày mà mới chỉ được có nhiêu đây thôi nè. Chiếc này nếu mà đóng xong hoàn thiện chắc còn khoảng 1 tháng rưỡi quá. Tại vì cái này là cái mẫu mới của mình. Mình mới vừa đóng chiếc này là chiếc đầu tiên bởi vì nó hơi lâu, nó không được mau giống như xà lan ha. Cái chiếc nào cũng vậy thì cái nào mới bắt đầu thì nó cũng có sửa đổi tùm lum chứ. Mình sửa đổi rất nhiều. Nói chung cái nào không vừa là mình cứ bỏ ra là mình làm lại cái khác. Còn đây là cái phần bụng ha. Cái mũi ghe này rất là mở các bạn. Bụng thì mình cũng cho nó mở nhẹ ra chút xíu luôn nha. Đây. Phần bụng mở nhẹ. Mũi trên thì mở nhiều lắm. Mũi trên thì mở dòm rất là ngầu. Mình rất mê cái mẫu mà nó như thế này. Xuống nước chạy nhìn cái mặt nó lớn các bạn. Còn bên đây là cái chiếc tàu cứu hộ của anh em đây. Cái chiếc này thì phá sản rồi, hết tiền đóng rồi. Giờ chờ nhà đầu tư đi. Quá nặng vốn rồi mọi người ơi. Cái chiếc này lên cái vỏ không thì nếu mà lên cabin, lên đèn nước thì bình thường. Nhưng mà khi mà gắn vô cái hệ thống điều khiển thì là máy móc của nó chắc phải đầu tư đi mấy chục nữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ lược lại cho anh em xem ở trong cái rồi mình sẽ khiêng nó xuống nước. Cái này thì mình chưa có biết đi lên cabin Thái hay là cabin hộp của Kiên Giang nữa các bạn. Để làm từ từ coi coi cái nào đẹp thì mình cứ ghép vô vậy đó. Chứ không có đi theo một cái mẫu nào hết nha. Mình đóng này mình cũng hố dòm theo cái mẫu nào luôn các bạn. Giống như cái lái của chiếc này đẹp thì mình đưa cái lái chiếc này vô, cái mũi nào đẹp đưa cái mũi đó vô vậy đó. Phần cabin thì cũng vậy. Để mình dòm coi cái cabin nào đẹp thì mình đưa cái cabin nó vô luôn à. Xong thì nó sẽ ra một đứa con lai luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem xuống nước các bạn ơi, thử cái dáng nó coi coi nó như thế nào. Các bạn đã đem nó xuống nước rồi ha. Đây là phần mũi, cái này chưa có vô nước chuẩn đâu.
này cái lái mũi còn cao quá nè, cái này phải dằn xuống nữa. Đang nước 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 đang vô từ từ ha, để cho nó khẩm xuống một chút xíu nữa các bạn, cho cái phần lái đôi này nó đụng đụng dài dưới của cái lái cái hả. Đây còn chưa nè, còn cái mũi còn xuống nữa, cái phần lái đôi mà vừa chậm nước mà nhìn nó mới đã. Rồi xong rồi xuống cái mũi nữa để mình nhặn cho nó vô nước một miếng ha. Cái này nó không khẩm nổi bằng phơm này, đấy thì một cục gạch nữa hay sao. Đó, gần tới, gần tới, chưa tới nha các bạn. Thêm miếng nữa. Đây các bạn, cái này còn xuống nữa, quay này chưa khẩm nữa nè. Mà miếng gì thì cũng tạm ổn rồi nè. Đây cái phần lái mà sau thì nó cũng vừa chậm nước ha các bạn. Còn nổi quá trời, cái này phải xuống nữa mới được. Ở này xuống nữa vậy là đặt máy xong chẳng phải dằn luôn rồi. Cái này cái máy đâu có nặng đâu, máy có 10 kg à. Xuống cái mũi nữa. Cái này em làm tâm hạ hơi cao ha, tại mình tính làm máy cỏ chạy cho nó nhanh đó. Bây giờ làm tâm hạ cao cao chút xíu chạy cho nó đỡ nước dằn vô trong hầm máy các bạn. Đây chiếc tàu kéo của mình nó đóng theo cái ấy, đóng theo cái tỷ lệ nó chạy nước dâng vô hầm máy quá nhiều. Mỗi lần chơi xong là nước nhè vô hầm máy hơi nhiều ha. Trời ơi bao nhiêu đó nước mà chưa khẩm nữa. Đây. Đó, nó phải như thế này ha, khẩm hơn một chút xíu nữa, còn khẩm xuống một miếng nữa mới vừa nghe các bạn. Mà nó tầm tầm chung chung cái này nè. Không biết lên xong lên màu thì không biết nó ra cái mẫu gì nữa đây, không biết nữa. Lần đầu tiên chơi lớn nha mọi người. Đây như vậy là khẩm luôn nè, mà mình vừa bấm máy quay là nước nó nổi, nó xả ra nó nổi lên lại các bạn. Tại vì cái này bằng phơm mà nó nổi lên. Ôi gì thì chắc cũng được rồi ha. Này mình để mình lên cabin nữa coi coi nó như thế nào các bạn. Này chiếc đầu tiên rồi mà, lần đầu tiên đóng ra biển luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết clip này nha. Hẹn mọi người ở video sau.